Trong hôm qua, phóng viên thời sự khảo sát tại một số chợ truyền thống tại các huyện ngoại thành cho thấy sức mua của người tiêu dùng vẫn chưa nhiều. Một phần là do hàng hóa kém phong phú và các siêu thị cửa hàng tiện lợi thì thực hiện nhiều chương trình khuyến mãi nên chia bớt lượng khách ở các chợ truyền thống. Ghi nhận tại huyện Phong Điền. Sáng sớm ngày 25 Tết, nhưng chợ Phong Điền khá vắng khách. Mọi người đến chợ chủ yếu mua các loại thực phẩm ăn hàng ngày và các loại áo quần có giá rẻ. Việc kinh doanh chủ yếu là thuận mua vừa bán, không niêm yết giá, hàng hóa không nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ, nên người tiêu dùng ít đến chợ mà vào các siêu thị, cửa hàng tiện lợi. Bởi thế, Ban Quản lý chợ Phong Điền cho biết chỉ có 137 lô sạp đang kinh doanh, số đóng cửa là 40 lô sạp. Các lô bán dưa hấu qua Tết thời vụ cũng kém phần nhộn nhịp và đắt gấp 3 lần so với ngày thường và gấp 2 lần so với giá ở các địa phương khác. Thấy cũng hiều quá, bán gì cũng đai gai vậy đó, chứ không thấy, chưa thấy sung hung. Và để chắc cũng vài bữa coi sao chứ giờ thấy nó cũng hơi chậm chậm vậy đó. Trái ngược với chợ truyền thống, các siêu thị cửa hàng tiện lợi lại ăn nên làm ra vào những ngày cuối năm. Siêu thị Hiếu Linh đã thực hiện chương trình mua hàng, sổ số bốc thăm trúng thưởng vàng cho đến ngày 25 Tết thì kết thúc, nên đã thu hút khách đến mua sắm. Ở đây thì bán thì thấy doanh số nó lại tăng, tại vì do là cái nhu cầu năm nay người ta không có dám dự trữ nhiều, tại vì người ta thấy kinh tế đi xuống, ta không có dám dự trữ nhiều, nhưng mà ở đây thì tụi em lại là mặt hàng phong phú, thì em cảm thấy nó tăng khoảng 20% so với mọi năm. Các siêu thị và cửa hàng tiện lợi ở Phong Điền cho biết sẽ bán xuyên Tết Giáp Thìn 2024, chỉ tạm đóng cửa vài giờ vào ngày 30 Tết để dọn dẹp vệ sinh. Do đó, người dân ở địa phương nên an tâm về lượng hàng hóa phục vụ cho nhu cầu của gia đình, tránh tình trạng quá vội vã gấp gáp mua hàng, vừa tốn thêm tiền, lại không đảm bảo chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm.